các đối tượng thì thường là lén lút và bố trí những người khác, người trong cái nhóm đối tượng đó với nhau để căn me cái lực lượng. Và chúng nó dùng dao phát về cưa tay để đốn hạ, chặt hạ các cái cây rừng trong nhiều cái giai đoạn, chứ không phải là phá ngay một lúc. Sau đấy thì chúng là lợi dụng cái lúc mà căn me lực lượng để mà đổ hạ những cái cây khác, thường là làm về chập tối, buổi sáng hoặc là vào đêm khuya, nên là đơn vị, các cơ quan chức năng, rồi lực lượng của đơn vị rất khó là phát hiện để mà bắt giữ đối tượng. Hay rồi.